Người Mỹ gọi gấc là quả đến từ thiên đường, lý do là quả gấc có rất nhiều dưỡng chất và vitamin tốt cho cơ thể. Các hãng dược phẩm lớn ví trái gấc là loại quả đến từ thiên đường và là thần dược cho sức khỏe. Vì vậy nên ăn loại quả này thường xuyên. Gấc là một loại quả quen thuộc và được trồng khắp nước ta. Nhiều người chỉ biết đến công dụng của gấc qua món ăn, đó là xôi gấc, được dùng trong những ngày lễ Tết. Tuy nhiên, tác dụng của gấc với sức khỏe con người thì ít ai biết rõ. Các hãng dược phẩm lớn của Mỹ ví trái gấc là loại quả đến từ thiên đường và là thần dược cho sức khỏe. Phòng chống ung thư. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, chất lycopene trong cà chua có khả năng phòng chống ung thư, hạn chế sự phát triển các tế bào ung thư. Nhưng theo nghiên cứu của Đại học California thì hàm lượng lycopene trong gấc còn cao gấp 70 lần. Không chỉ vậy, gấc còn chứa nhiều chất khác như vitamin E, caroten, làm vô hiệu hóa 75% chất gây ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, giảm cholesterol. Gấc được xem là loại thực phẩm tốt cho những người thừa cholesterol trong máu. Nếu sử dụng gấc thường xuyên và liên tục, bạn và gia đình sẽ giảm được lượng cholesterol không mong muốn, làm bền thành mạch, chống xơ vữa động mạch, từ đó chống tai biến, mang lại cho bạn hệ tuần hoàn khỏe mạnh, tốt cho tim, chống các bệnh tim mạch, tai biến, tăng cường tuổi thọ. Tốt cho sức khỏe tình dục. Beta-carotene, tiền chất của vitamin A trong dầu gấc rất tốt cho sức khỏe tình dục vì vitamin A có tác dụng đặc biệt trong việc thúc đẩy quá trình cấu thành nên các phân tử protein nuôi dưỡng cơ thể. Thiếu vitamin A gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của các tổ chức tế bào sinh dục trong việc sản sinh tinh trùng và trứng, cũng như làm thay đổi cấu trúc của các bộ phận sinh dục như ống dẫn tinh, tuyến tiền liệt, tử cung, buồng trứng. Nâng cao hệ thống miễn dịch và chống lão hóa. Tinh chất curcumin trong dầu gấc có khả năng loại bỏ các gốc tự do gây ung thư có trong thức ăn, nước uống hàng ngày, đồng thời nâng cao sức đề kháng, thể lực. Bên cạnh tinh chất curcumin được coi là quý giá, còn có beta-carotene chứa trong màng của quả gấc cũng có tác dụng chống oxy hóa mạnh, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp cơ thể nâng cao hệ thống miễn dịch cơ thể. Curcumin là một chất chống oxy hóa, chống lão hóa điển hình. Một số nghiên cứu chứng minh curcumin chống oxy hóa gấp 300 lần vitamin E. Curcumin có tác dụng xóa bỏ tàn nhang, ngăn ngừa các nếp nhăn, làm cho da dẻ hồng hào, mịn màng, chống rụng tóc, giúp mau chóng mọc tóc, ngăn ngừa béo phì, điều hòa huyết áp, ổn định hệ thần kinh. Gấc giàu selen, khoáng chất và các vitamin, đây là những chất có ích trong việc ổn định hệ thần kinh và có tác dụng chống lại các biểu hiện của bệnh trầm cảm, một loại bệnh đang gia tăng nhiều ở trẻ nhỏ và những người chịu nhiều áp lực trong cuộc sống hiện nay. Tăng cường thị lực và làm đẹp da. Gấc có chứa nhiều vitamin A nên rất tốt cho mắt, giúp làm sáng mắt và chữa một số bệnh liên quan tới mắt. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định gấc và dầu gấc được xem là thực phẩm hàng đầu trong việc làm da mịn màng, trắng hồng bởi thành phần của gấc và dầu gấc bao gồm beta-carotene, tiền vitamin A, cao gấp 1,8 lần so với dầu gan cá thu, 15 lần so với cà rốt. Là beta-carotene thiên nhiên thuần túy nên có tác dụng chống lão hóa mạnh nhất, đồng thời bổ sung nguồn vitamin A giúp duy trì một làn da khỏe mạnh, mềm mại và mịn màng, tăng độ đàn hồi và độ ẩm cho da. Có thể dùng thay thế mật gấu. Trong y học cổ truyền Việt Nam, hạt gấc được coi là một dược liệu có thể thay thế cho mật gấu để điều trị các trường hợp chấn thương, sưng đau, bệnh quai bị. Hãy cho thúc quý quanh ta biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu bạn thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đừng quên nhấn subscribe để đón nghe những video mới nhất từ channel Thuốc Quý Quanh Ta. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.